Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải phần mềm WinRAR về trên máy tính để mọi người có thể là lén file và giải lén file ở trên máy tính nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào cho mình một cái chỉnh duyệt. Tiếp đến thì mọi người sẽ vào cho mình trang này. Link trang web mình sẽ để bên dưới mô tả video. Sau khi vào trang web, mọi người sẽ chọn cho mình vào mục download. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều phiên bản WinRAR 64 này, WinRAR 32 này. Hai cái phiên bản này là cho máy tính Windows nhá. Còn những phiên bản khác là cho Linux, Mac, iOS. Rồi thì mọi người sẽ tải bản 64 hay là 32, tùy thuộc vào máy tính mọi người cài Win 32 hay 64 nhá. Nếu mà là Win 11 thì mặc định là 64. Còn là Win 10 thì nó có thể là 32 hoặc là 64. Mọi người sẽ vào cho mình thư mục này. Kích chuột phải vào ZPC. Chọn Property. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy hệ điều hành của chúng ta đang cài bản 32 hay là 64 nhá. Như mọi người nhìn thấy ở đây, máy mình đang cài bản 64 thì mình sẽ tải bản 64 nhá. Mình sẽ chọn là WinRAR 64 bit. Mọi người sẽ chờ cho nó tải về này. Sau khi tải xong thì mọi người sẽ kích chuột trái vào đây để tiến hành cài đặt. Trường hợp mọi người không nhìn thấy cái phần mềm WinRAR ở đây ấy, thì mọi người sẽ vào cho mình cái biểu tượng thư mục này. Chọn cho mình vào mục download. Thì tất cả những cái file hay là bộ cài sau khi mọi người tải về nó sẽ ở đây nhá. Mọi người sẽ kích chuột trái vào để tiến hành cài đặt. Mọi người chọn Z, chọn Install, chọn OK, chọn Done. Như vậy là chúng ta đã cài thành công được phần mềm WinRAR về trên máy tính. Cái này là PC hay là laptop đều cài nhá. Thì khi có phần mềm WinRAR ấy, chúng ta mới có thể là lén file và giải lén file. Đây, mình lén file cho mọi người xem này. Đó, mình đã lén được file này. Bây giờ thì muốn giải lén file thì mình sẽ sửa cái tên đã. Kích chuột phải vào, chọn uncheck here hoặc là uncheck file để giải lén file nhá. Mình chọn uncheck to đi. Để nó không trùng với cái thư mục này. Đó. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tải phần mềm WinRAR về trên máy tính để mọi người có thể là lén được file hay giải lén được file ở trên máy tính nhá. Thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.